Hi xin chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel youtube của mình nha Mình là Hiếu, đẹp trai đây Hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp các con game này Và cái series này là series 2 Và mình cũng lên được 10m500 Thì tiếp tục thì mình chiến tiếp cái con slot bóng đá nha mọi người Hồi nãy thì mình cũng có lụm kẹo được là ba cũ Thì tiếp tục chiến thôi Không biết kiếm tí lời tí lãi nào không Thì trước khi vào chơi anh em hãy ủng hộ giúp mình một like và một subscribe nha rồi thì anh em nào mà có chơi cái con game mình đang chơi thì đường link tải game mình có bỏ trên phòng mô tả với game dưới bình luận nhé mọi người anh em có chơi thì cứ tải game và mình test thử nha ôi rồi một quả đặc biệt này thì cái con game này thì uh, luôn luôn có hỗ trợ cô đưa cho anh em trải nghiệm còn anh em nào mà có xa bờ quá xa cơ quá nợ nần đồ các kiểu thì cũng uh, nhắn tin mình nha mình sẽ hỗ trợ mình sẽ giúp anh em một lần duy nhất nha nói chung là kéo anh em về uh, bờ đó anh em à ok anh em nào thích thì cứ inbox mình nha quay cái uh, slot này là mình chơi tới uh, 500 cành đó anh em à một lượt thôi là 500 cành không biết có gì bờ hôm nay rồi ok này ừ, lên luôn bắt tài Ê ơi xíu luôn lên 14 bốn luôn có lời rồi anh em ơi hôm nay về bờ nữa rồi quá là hên luôn anh em à anh em nào mà muốn uh, mình có quay hữu giúp anh em hay gì đó thì mình sẽ quay giúp anh em nhé coi thử uh, nó có may mắn hơn không anh em, em, cứ có gì cứ nhắn tin qua telegram mình ok anh em à có lời rồi rồi mười mấy và cái kết lên được uh, 14 thì mình có lãi được bốn uh, thôi anh em tiếp nào lên luôn bắt tay lớn quá thì mình lên luôn 20 m chốt được ít hai vốn đó anh em à vốn 10 uh, cũ lên được uh, 10 cũ nữa thì thành 20 cũ úi rồi ơi trong ngày mà lượm được 10 cũ như thế này là sướng quá trời rồi cần gì đi cày cuốc anh em này là gọi là đầu tư anh em à lấy vốn to to kiếm tí lời nếu mà mình không chơi nữa là mình có lời rồi đó anh em này là giờ mình đang tham đó tham mày bị tham nhưng mà cứ tham thôi lòng tham vô đấy nói như mạnh đó mà <laughs> ok suốt hàng thứ tư anh em ôi rồi ơi có ba hàng này mai thôi có 24 thôi anh em à không được uh, nổ cái đặc biệt luôn rồi, lần này nổ ngon nữa anh em à Rồi, ok anh em ơi Tới công chuyện rồi, tới công chuyện rồi Chắc hôm nay là về bờ nữa rồi anh em à Tiếp nào Ê, sao nó hút lại rồi Ây sợ Lên 15m tưởng đâu lên nữa Ai ngờ hút hút rồi ảo à, thấy nhờ Ok nhá Lên luôn bắt tay, tiếp nào ừ. Uhm. bây giờ thì cứ uh, quay đều quay đều thôi anh em anh em mà xem uh, video của mình thấy hay tới tiếp thì ủng hộ cho mình một like và subscribe nhá cảm ơn anh em rất là nhiều Ê, uh, cái này nó uh, 50 k lắc lắc bật cái mình giữ ta lên luôn uh, mát cược anh em trời mát cược luôn coi thử ok là lên luôn nha anh em phải thì uh, về bờ số về lượng lớn còn không thì ra đảo thôi Nghĩa là anh em cầm vào 1 mét mà ăn uh, 3 4 500k thì cũng ok nha mọi người. Và anh em uh, cứ thấy mình cầm mờ mơ, vào wow, ăn 6 7 mơ thì anh em thấy nhiều nhưng mà thật chất thì nó cũng giống anh em thôi. Anh em cầm 100k vào anh em ăn uh, 40k, 50k, 60k thì anh em thấy ít thôi. Chứ thật chắc ra anh em ăn cũng giống mình thôi à. Ô trời ơi, nổ nào? 2 hey. yeah hút rồi anh em à quay đúng một mờ nó hút rồi đây à chỉ cần đã làm một quả đặc biệt chốt nghỉ anh em đặc biệt nào không có đặc biệt anh em à ui rồi đen quả trưởng ra cái này nổ có 500 k u à? quả ấy thiệt thôi đợi đi rồi đợi đi rồi hôm nay đi rồi thôi ráng ráng lấy lại vốn thôi mà khó quá anh em mình ra mình nhờ lật bài tí nha hơn thì lên luôn nè mạnh thì lật bài đồ đẳng cấp quá mình cũng bắt trước nó thôi L liều luôn này dạ mừ mơ nghỉ luôn anh em thôi lấy lại bốn triệu lỗ 500 k nghỉ <laughs> ok chốt lời chốt lãi thì hồi vốn lỗ um, ít thì cỡ nó đi anh em cũng có lời mà rồi thì anh em nào mà thích chơi cái con game mình đang chơi như thế này thì đừng lên tải game mình có bỏ trong phần mô tả với là game dưới bình luận nhé mọi người anh em có chơi thì tải về mình có hỗ trợ cô đơn cho anh em trải nghiệm nha ok bye bye anh em nha và wow, anh em nào mà xem video của mình mà thấy hay thì hãy ủng hộ cho mình một like và một subscribe nha anh em và anh em đừng quên bấm cái chuông bấm theo dõi để đón xem những cái video mình vừa mới làm ra luôn nha bye bye anh em hẹn gặp lại anh em video sau nha